Xin chào cả nhà. Bây giờ là giờ ăn của Bibo rồi. Đấy. Bây giờ là Bibo sẽ ăn. Hôm nay là Bibo ăn bột với what is it called? Ăn bột với khoai. Thế. Giờ mommy Bibo sẽ cho Bibo ăn đấy. Bibo vất chúng luôn rồi. Nhầm. Nhầm bác sĩ bảo là ăn 3 hôm cùng một thứ để còn theo dõi có bị allergy, bị dị ứng vào cái món ăn nào không. Bibo sẽ ăn 3 hôm cùng một thứ thôi. Nào, quay đây mà Bibo ơi. Nhầm. Úi trời ơi, đến mũi của em rồi. Nhầm. Rồi, để mẹ lấy thêm cái thoi cho cái ăn con nha. Này, thoi cho con đi. No. Đây, con mà. Úi trời ơi. Nhòn quá. Nhòn chắc. Úi trời ơi, nhòn chắc. Nhầm. Bibo thích ăn ăn đồ ăn hơn là uống sữa. Uống sữa là Bibo còn bằng da cái đồ ăn thì Bibo ăn. No, cái đấy bẩn lắm con. Dirty lắm. Very dirty nhá. Nè. No. Con lau mồm hả? Ừ, clean the mouth hả? Ok. Nhầm. Rất là thích ăn bột luôn. Ông bà cô chú ạ. Giỏi quá nào. Mẹ yêu nào.
Bibo thì đang nấu cơm trưa cho hai mẹ à cho hai bố bố mẹ ăn này, còn Bibo mẹ thì cho Bibo ăn này đấy. Ừ, xong rồi bố mẹ Bibo sẽ dẫn Bibo đi chơi một tí này, xong đấy thì bố Bibo đi làm này. Bibo rất là thích ra ngoài chơi. Ông bà cô chú ở mà nhầm Di chuyển. Oh,